Dạ không dạ, dạ, dạ. Ba con bớt. Sao biết? Biết chưa, định nói biết gì thừa. Ok. Thôi được rồi, chẳng qua thêm năng lỗi tí thôi. Sao? Hết lỗi còn lâu cho anh lại nha. Nó bố đi vậy chứ thấy à. Còn chả biết là còn thủ nào ấy. Nếu mà không nhặt được đồ nữa. Không được cười. Đánh bót cái ghế hả? Đã tốt một phần trường. Có chị bước nhỏ lắm. Có điều để sắp ra bắn ta. Ê, cho cái ba lô ba coi, tiếp nhận không có ba lô ba. Ê ôi, tôi có được một cái ba lô ba. Nick kia thì nó có sẵn ba lô ba, nhưng mà trận có luôn rồi. Nick này không có, để đi. Cái này nó... Cái gì mà tôi hết ba lô của ta? Thật là nhặt đạn lắm hả? Chắc 600 viên đạn nữa. Chết! Đâu như, như ai đó nhặt 600 viên đạn đâu. Thì ai người ta nhặt 600 viên nhưng người ta làm cũng có ích chứ không? Người ta gánh team phần 1. Chứ, chứ đâu như ai nhặt xong hy sinh. Trời ơi, tốt rồi. Ê, ba tính, tôi, tính ra tôi nhặt có trăm mấy viên đạn, ông nhặt 600 mấy viên đạn, giờ ông nói tôi. Ờ, thì thôi bỏ pha, trời ơi, có gì đâu. Xem đi trên gì đi. Ê, thằng kia chết rồi kìa, đi hồi sinh cho nó đi. Chết hả? Dạ, có một thằng chết, một thằng đã sắp cố ấy cả. Nó ao rồi. Ao luôn, còn lỡ. Ê, nhưng mà sao tôi lại đầy đạn nhỉ? Ai nằm đầy túi nhỉ? Của nhà Paloba mà. Ê, em. Ê, mới có 300 viên nhỉ? Trời ơi. Tính ra là tôi mới có 300 viên nhỉ? Ê, có cái nào bắn có nào muốn chạy xa xa này. Má. Cứ bắn nó quỳ xuống. Thế nhá, có cái thiết lập nào để nó không dùng phím C không? Cái gì? Tức là có thiết lập nào để nó không tự dùng phím không? Không biết. Của tôi nó tự dùng phím luôn á. Tự ngồi. Thế là sao đến nút rồi. Ông cài đặt nút như nào rồi. Ý là xem lại. Hay là nó liên quan của mình lúc tiến không ta? Mà thôi giết thằng này không ta? Trời ơi đất, ok ừ. Vậy, có quy hồn điểm trước. Nào chân. Bố à? Hả? Quả? Nãy giờ không có ai. Tôi vừa giết thằng nè. Nghe chưa? Chữ gì? Tâm một mà. Khi nào mới có máy để chơi trời. Còn cái máy kia đâu, ta là mình học. Máy này bắt quá. Máy này chơi nhạc sĩ. Tôi có chơi nữa đâu, bỏ được, từ bỏ. Ê, có cái ai quan tâm. Anh thề à? Tôi chỉ quan tâm là tôi đang đi rất là khó chịu. Đây này, bạn hai đang vẫn đang chạy tức quỳ xuống. Vậy đấy, lấy rồi đấy. Hay là đây, hay là nó trùng phím nhỉ? Hai đi rồi. Đây rồi. Bắn nó này mệt chết mất. Bắn mất hết đạn. Hỏa châm. Ê, tôi đầy túi rồi, tôi biết làm sao rồi. Ủa, ông kia sao ông không hồi máu lên ta? Hả? Chị đang bảo nó lát đồ nè. Trời ơi, phải đạn 11 bình máu ạ. À. Eo ơi. Đấy. Ai? Tôi. Tốt rồi. À, đỉnh tăng bo hay gì ta? Nên game này công nhận thì lỗi là ai biết ngay đấy.
công một lúc này đổi đài. Cứ thoải mái vậy. Như đội sẽ thuộc về người nào mà tính ra là đang đi tầm 4 thì top 1 gì ở đây. Ủa thì cũng top 1 cả team. Hai thằng kia là boss tính làm gì? Đúng không? Ê, lại nào, đâu. Thôi tôi chỉ đi thôi cho vui thôi. Chắc là vậy. Bắn làm gì? Đi đốt đồ rồi. Bắn làm gì? Thế mà nãy mấy thằng kia nó bắn không chịu nhường. Tốt rồi. Ê, nó bắn rồi. Để đấy, để yên thằng này nè. Sao nó chết rồi? Kích mẹ rồi, cái phím bắn nó bị liệt rồi. Nó tự bắn không? Ok, nó tự bắn. Ừ. Ơ, không giải thích. Không cần thiết phải giải thích đâu. Hiểu mà. Nó tự bắn luôn nè. Sống không tốt thì chấp nhận. Người tàn ác thường sống thành thơi. Để con lấy lốc đẹp lắm. Bây giờ con đang cũng rất thích chơi này. Có chữa nha. Em đi lấy đồ ngon không bạn? Đặt thính hả? Không, vô mở cái khối thành cách xù nha. Quá thôi, con mở đi. Chứ tôi càng cứ đi là tự quỳ luôn. Đây, vừa nói xong. Đây à, không có M4. Đây, M4 A139. Tức tắt 10 điểm. Chắc chết được tí. Xong trận đợi tôi tí được cả tí. Đâu có đồ chưa? Trong đó nhiều lắm. Trời ơi. Còn đủ 3. Chỉ cần một khẩu M4A13 chip là được. Tôi chả thấy súng đâu. Thấy một bộ giáp xịn sò đấy. Chấp đồ mà. Sao đến giờ không thấy bóng dáng nào hết nhỉ? Địch đâu? Rồi. Vấn đề là địch nó đang trốn rồi bạn. Thằng kia có 8 thằng nữa mà. Có 6 chân. Nói ông đồng đội ấy bị chết bo. Thế em đi. Nó đừng ăn cà. Không biết gì. Tí mấy thằng kia tự chết bò mà. Mình tự ôm mồm mà không cần đánh. Tí là hỏi. Chịu ạ. Đáng người gì vậy chờ. Xả đạn nhiều đạn quá rồi. Nhiều đạn quá nhỉ. Chúng ta giành top 1 chỉ với 100 viên đạn là quá nhiều. Em xả. Ê, có đích kìa, kìa, thính à. Bóng đây. Có thấy đâu, nó nhảy lên cái. Ủa, đâu ấy. Đây. Cứu thầy. Ê, anh ơi, anh bắn em xong nằm gục với anh. Đứng dậy solo anh ơi. Ê, nút sau bo kìa. Ê, cứu thầy. Mà nó bắn không một phát. Thôi. Nó bắn đau quá. Tự dưng đứng đấy làm cái gì? Nó ngồi. Đấy nhờ. Bắn nó. Chơi này. Còn có 3 người thôi. Cố lên. Thôi đi hồi sinh là tốt được. Thế đi hồi sinh. Ba người mới là vấn đề đó. Cậu không biết là hai người nữa. Kiếm chỗ hồi sinh cho tôi nè. Tôi tạo tôi gãy cho. Quá giờ chỗ hồi sinh mà. Lên. Ai học sao biết.
thì vẫn Canada rồi. Hay. Đấy, chạy đi một sinh là vừa. Úi giời, bà mẹ tôi. Đó, bà mẹ nó bắn ở đất cái gì á? Không thôi, bỏ rút rút kìa. Có bộ hồi phục chuẩn bị hết này. Phải đi nào. Quan trọng là nó có đây nè. Mình sinh nhật xa Tết nhỉ. Ồ, hay ho, hay ho. Đây, đây này. Để đấy, tôi xử nghệ cho à. Ở nhà nó... Mày chơi đây. Mày chơi đây. Đạt rồi. Xa đi. Vô trung tâm bò đi. Ê, tôi bị thính. Để tôi... đợi đồ nhưng mà tôi sợ bị nó... Ủa, thằng bắn xuống tỉa nha. Thằng dưới tông bắn xuống tỉa đấy. Đâu, nó bắn thẳng mặt mà. Coi chừng nó bắn chưa bây giờ. Nó bắn solo thì bắn chúng tôi thì bắn hết đâu. Nghèo luôn. Ê, tôi cầm khẩu súng lục có khi nào tôi đánh tin không ta? Đây rồi, chấp. Chỉ cần một khẩu túi là quá đủ. Còn khẩu tiểu liên một giang thai. Đây mình bằng thằng là còn một mình nó nữa. Còn tự gì? Nó tự một xe. Mình còn hai thằng. À ta đó. Ờ đúng đấy. Thế bây giờ một người làm mồi nhử, một người bán. Quyết định gì? Ai? Ghê kìa, đối diện thẳng nhá. Đấy đấy, đối diện luôn đấy. Đây này, bên này, bây giờ đây. Đấy, sau cây. Top 1, không nhiều. Ờ, top 1, ừ. Nó chạy vô kìa. Đâu đây kìa. Bắt nó. Ôi, kiếm dễ. Dễ quá. Trời, đã bảo top 1 mà. Chết rồi. Ê, đợi tôi chưa thật sự này. Tí nữa. Đi đâu?